Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu sôi đậu phộng bằng cái nồi cơm điện. Thì làm sao để cho sôi của mình á nó được thơm ngon, mềm dẻo và đặc biệt là nó sẽ không dính nồi, không có cơm cháy. Thì nó không khác gì so với cái sôi mà mình hấp bằng cái nồi hấp ở trên bếp hết á. Thì ngay sau đây thì mình sẽ vào bếp đi thực hiện. Thì mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Để nấu sôi á, thì đây mình chuẩn bị là 500g nếp. Nếp này thì mình mua cái loại nếp thông thường đó các bạn. Thì nếu các bạn có cái nếp ngon hơn á, thì các bạn nấu sôi ngon hơn nha. Và đây là 150g đậu phộng. Đậu phộng thì các bạn nên chọn những cái loại hạt nhỏ nhỏ, đều đều như vậy nè. Và nó mới á, thì mình nấu sôi nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ cái phần nếp và đậu phộng này nè các bạn, thì mình sẽ đem đi vo rửa cho nó thật là sạch. Nè, nếp và đậu phộng mà mình đã vừa rửa sạch rồi nè các bạn. Và để ngâm nếp á, thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối ăn. Thì mục đích của việc cho muối vào để ngâm nếp á, thì làm cho hạt nếp của mình á, ngâm thời gian lâu á, nó không có bị trương á các bạn. Đó, rồi mình cho nước đầy đầy như vậy nè. Đó, mình trộn trộn cho nó muối nó tan lên. Còn cái đậu phộng này thì để cho nó được mềm hơn mà nó không có bị bở hay nát á, thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu cái phần muối nở các bạn, hay là cái bột soda các bạn cho vào cũng được. Thế đây thì mình sử dụng một chút xíu như vậy nè, khoảng là 1/4 thìa cà phê á. Rồi mình cũng cho nước vào và mình ngâm. Thế mình cho nó hơi đầy đầy một chút để khi nó còn nở ra nó còn nước á, mình trộn đều đều cho nó thấm. Cho nước vào ngâm xong rồi thì mình sẽ để cái phần đậu phộng và nếp này ở đây. Mình để khoảng 8 tiếng, mình để qua đêm. Thì sáng mình sẽ quay lại nha. Đây là cái đậu phộng và nếp của mình được ngâm qua đêm này nè các bạn. Nè các bạn nhìn nè, cái đậu phộng mình ngâm qua đêm á, nó ra cái chất mủ chát ở trong đậu phộng và cái hạt đậu phộng của mình nó trắng và nó nở to rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đậu phộng này đi rửa cho nó sạch. Mình cho vào cái gỗ nè, rồi mình xả nước mình rửa cho nó thật là sạch luôn. Đậu phộng này mình rửa sạch rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem đi luộc. Và các bạn luộc đậu phộng với cái lửa nhỏ nha. Thì để cho cái đậu phộng của mình nó ngon và nó đậm đà hơn, mình cho một muỗng cà phê muối hơi vung vung á, mình cho vào đây để mình luộc. Đậu phộng mình cũng đã luộc nó sắp cạn nước rồi nè. Bây giờ mình xem thử cái đậu phộng của mình chín chưa. Thì mình sẽ bóp cái hạt đậu phộng ra. Mình bóp mà nó mềm như vậy nè các bạn. Đó, nó mềm nát như vậy đó. Là đậu phộng mình đã được rồi đó. Và mình sẽ tắt bếp và mình đổ cái đậu phộng này ra. Đó, rồi mình sẽ rửa sơ lại. Rửa xong thì mình sẽ để đậu phộng này cho nó ráo nước một chút. Rồi mình sẽ quay lại với cái phần nếp. Rồi cái nếp này mình cũng đem đi vo cho nó thật là sạch với nhiều nước luôn. Để cho vào cái gỗ nó mịn như vậy nè. Đó, nó mịn mà nó không có bị gớt hạt nếp ra đó. Mình sẽ không có vo trực tiếp trong cái thau, mà mình chồng cái gỗ lên như vậy nè. Rồi mình cho nước vào mình rửa. Để cho nó ra hết những cái hạt nếp mà nó dụng nó nhỏ đó. Rồi nó không có, mình không đổ ra đổ vô để cho nó bị nát nữa. Đó thì các bạn vo xoay nhẹ tay thôi. Mình vo theo một chiều như vậy nè. Mình vo cái lần đầu nè.
thì cái nước của mình nó rất là đục luôn. Mình sẽ đổ bỏ và mình vo với nhiều nước, mình vo đến khi nào á cái nước của mình nó trong veo lại luôn là được đó các bạn. Đó này, cái nước của mình nè, mình vo 5-6 nước rồi nè, đó, nó thật là trong luôn nè các bạn thấy không. Đó, như vậy là được rồi đó. Rồi mình sẽ để nếp cho nó ráo một chút nha. Này, giờ thì cái nếp của mình nó được ráo rồi nè các bạn. Thì để cho xôi của mình nó ngon hơn á, nó mềm bóng và nó tơi hơn, thì mình sẽ cho một cái muỗng ăn cơm á, cho muỗng vào, dầu ăn vào để mình trộn. Thì các bạn trộn nhẹ tay thôi, mình trộn từ từ. Nếu như mà mình trộn mạnh quá đó thì cái nếp của mình nó bị gãy nát, cái xôi của mình nó không có ngon. Rồi tiếp theo mình đổ đậu phộng vào luôn. Mình cũng trộn cho nó nhẹ nhẹ tay thôi. Đó, mình trộn cho cái đậu phộng và cái nếp này nè nó đều lên là được. Rồi, để nấu xôi thì mình sẽ sử dụng một nồi cơm điện không có chống dính nè các bạn thấy không. Đó, cái nồi cơm điện này nó thông thường thôi. Thì ở đây mình sẽ cho thêm một chút xíu dầu ăn để mình thoa đều lên cái phần đáy của cái nồi. Rồi thì để cho xôi của mình nó được thơm ngon hơn á và nó không có bị dính nồi nữa thì mình sử dụng một ít lá dứa nè, mình lót vào dưới cái đáy nồi á. Lá dứa nè, nó vào đầy cái khắp cái đáy nồi như vậy nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái nếp vào. Cho nếp vào xong á thì mình sẽ cho nước vào. Ở đây mình sử dụng là 300ml nước sôi nha các bạn. Ở đây mình gửi nhẹ nhẹ mình cho vào nè. Cái này thì mình thích ăn mềm á, dừa á, thì mình cho là 300ml. Còn nếu mà các bạn thích ăn nó hơi khô chút xíu á, thì mình cho khoảng 250ml thôi. Rồi thì mình sẽ bắt lên bếp và mình nấu. Rồi mình đậy nắp nồi cơm lại. Và mình nấu tương tự như mình nấu cơm thôi các bạn. Đó, đây đang chế độ hâm nè, mình sẽ bấm cái nút nấu. Đó, rồi mình nấu bình thường thôi. Rồi mình mở nắp nồi lên nè, cái này sôi mình nhảy nút được 10 phút rồi đó các bạn. Giờ nè, cái nếp nó chín tới rồi đó các bạn, nhưng mà nó chưa có ngon chưa được đâu. Thì mình sẽ xới lên, cho nó đều lên á, để cái phần ở phía dưới cái đít đó là nó sẽ không có bị nhão và cái ở trên thì nó không có bị khô. Thì mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu tiếp khoảng 15 phút nữa. À, xôi của mình nó bật nút lần 2 được một chút rồi đó. Đó các bạn nhìn nè, xôi nó rất là thơm luôn. Các bạn nhìn nồi xôi nè. Đó, nhìn hạt nếp nó bóng hới và nó tơi, nhìn rất là ngon luôn nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống và để nguội một chút xíu là mình thưởng thức được rồi đó các bạn. Này, cái xôi mình nó nguội bớt rồi nè. Đó, nó cái độ mềm nó rất là dừa luôn á. Nó dẻo tơi và nó thơm lắm. Mình múc ra đĩa để mình dọn ăn. Mình xới lên cho các bạn xem nè.
nó không hề nhão sôi đâu nha, nó vừa lắm đó các bạn nè. Nhìn ở phía dưới đáy nó cũng khô giống như trên mặt vậy đó. Và mình dở cái lớp lá dứa này lên nè, không hề dính xoang một xíu nào đâu, nó y như mà mình hấp ở trên cái nồi hấp á các bạn, mà mình lót lá dứa như vậy nè thì nó thơm lắm luôn á. Nó xoài của mình nó không bị hao gì hết, nó không bị dính cơm cháy, y như là mình hấp bằng cái nồi hấp vậy đó. Thì với cái xoài này á thì mình sẽ ăn kèm với đậu phộng muối mè cũng được, hoặc là mình ăn với cái đồ mặn á nó cũng ngon lắm. Này các bạn nhìn dĩa xôi của mình nè, nó rất là hấp dẫn luôn á. Đó, xôi của mình nó dẻo tơi, bóng mà nó rất là mềm nè. Này mình xúc lên nè các bạn. Đó, nó mềm nhưng mà nó có cái độ dẻo tơi. Đó, rất là ngon luôn nè. Nhìn nó vừa ngon vừa hấp dẫn luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bóp cái hạt đậu để cho các bạn xem thử. Đậu nó rất là mềm luôn á các bạn. Xôi nó rất là ngon. Đậu mình nó bùi lắm á. Thì xôi này mình nấu xong á là cũng vừa cái buổi ăn sáng cho gia đình mình luôn. Thì đây mình có chuẩn bị một ít chả lụa, chà bông và lạp xưởng để mình ăn kèm với cái xôi á. Này, nếu không thích ăn xôi mặn á thì các bạn có thể là làm cái đậu phộng muối đường rồi đó, mình ăn chung nó cũng rất là ngon. Xôi của mình á nó mềm dẻo và nó rất là thơm, còn cái đậu phộng của mình á nó bùi béo rồi kèm với một ít đồ mặn ăn rất là ngon luôn, mà nó đỡ ngán lắm á. Thì các bạn hãy nấu món xôi này để cho gia đình mình thưởng thức vào những cái ngày rảnh rỗi hoặc là cái ngày cuối tuần nhé. Thì cái món xôi đậu phộng của mình như vậy là đã được làm xong rồi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất. Giờ thì mình cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.